Nha, hôm nay em tiếp tục cái video bán đồ nghề số 11 nha. Anh em thấy món nào ưng á, thì liên hệ em qua số điện thoại này nha, 0334 830 843, hoặc là kết bạn vô Zalo số này luôn. Rồi hôm nay em lên mấy món đồ nghề cũng đủ thứ tinh tinh. Đây là cây kìm tuốt dây điện, tuốt dây điện của Mỹ. Đây vô đây, nó tuốt được các số 2.5, 10, 12, 4, 6.0, 10.0, 1.5. Đem chút thử nha. Đây. Đó, chút như vậy á. Đó. Lưỡi còn nguyên nha. Rất là bén luôn. Cây kìm tuốt dây điện của Mỹ có mã 1101, giá 150 ngàn. Đây là cây dũa hợp kim, dũa kim cương nè, của Nhật. Anh em dùng để dũa kéo, lưỡi liềm nè, dao, dũa dao cũng được, dũa lưỡi cưa. Cái dũa này cái mặt nó không có phẳng nha, nó thiết kế là nó hình bầu bầu nè. Nó hình bầu nha anh em. Đây, một mặt dẹp, mặt tròn tròn. Thước nó cỡ 20 dài. Dũa kim cương mã 1102, giá 150 ngàn. Tiếp là một cây kìm chốt dây điện của Vercel Japan. Đây. Lưỡi còn còn nguyên, size nó size lưỡi A, chuốt dây nhỏ 2.0 trở xuống, chốt khởi cùng dây đó, nhẹ nhàng đó. Kim chốt và sale có mã 1103, giá 250k. Cái cây này là tua vít, vít dẹ, nó chuyên dụng, đầu nó lớn nè, đầu gần 2 phân, đầu 2 phân để mình vặn mấy con ốc mà nó đặc biệt, nó giống như con ốc ở bên cái lốc 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 mâm lửa của xe Honda đó. Thường có cái con ốc mở cái vô lăng á, ở ngoài cái nắp che cái vô lăng á, mình dùng cái tua vít này mình mở nó bự để mình mở nó dễ. Tua vít này có mã 1104, giá 100k, có hiệu top rồi. Đây chiều dài 14.5 cm. Đây là hai cây bấm móng tay của Nhật.
Đây, Nhật Bản, Tokyo. Đây, Made in Japan. Cây này nó có cái vỏ móng luôn. Lưỡi còn nguyên, còn mới luôn, nó còn nguyên hết. Cái này mình bán hai cây luôn nha anh em, bán hai cây luôn nha, hai cây bấm móng tay có mã 1105 giá 250.000. Tiếp theo là một cây cây đa năng, cây búa đa năng, kìm búa, nó là đa năng của hiệu cái hiệu đó đây mình không đọc được, nó hàng US bát. Đây nó đa năng, nó có chức năng là búa nè, kìm này, đầu kìm nè. Còn đây là kìm kìm quả, kìm mỏ quả. Còn đây cũng có răng để kẹp. Nó rộng ra. Đó. Đây nó mở được 38, mở được 38 cm cái kìm. Có nhổ đinh luôn nè. Búa nè, hai phân. Kích thước nó là 26 cm, chiều dài của cái kìm này nè. Kìm đa năng. Kìm đa năng có mã 1106 giá bán là 400.000. Tiếp theo là một cái cây đo, cái que đo nhiệt độ của nước. Đây nhiệt độ bình thường môi trường bên ngoài, khi mình cắm vô nước nó sẽ lên, nước nóng nước sôi gì cũng lên được hết. Nó đo được tới 200 độ C. Đây, 10 cm. Đo nước sôi có mã 1107 với 150k. Tiếp theo là mình có cái bình của bình đựng nước của Nhật. Đây. Nó có nắp bật nha. Nắp bật ra rồi mình uống. Đóng lại. Khóa lại luôn. Đây, hàng của sản xuất là Malaysia, xuất sang Nhật. Bình này nó đựng được 1 lít nước. Đây, cái bình này bằng inox. Bằng inox nha nè, nó không có rỉ. Nó cũng khá là dày vậy. Có thể đựng giữ nước lạnh được, đá giữ lạnh được. Bình 1 lít có mã là 1108 giá 250. Tiếp theo là một cây cắt cành, kéo cắt cành của Nhật cán đúc nha. Đây là kéo cắt cành cán đúc. Đây cái mộc của nó nè, 1 2 3 cái mộc chữ Nhật. Cây này kích thước nó là 18 cm. Nó bị một cái là nó bị mắc cái khóa bằng da này đứt rồi, anh em xài thì để xài cũng được, bỏ vô thùng đồ nghề cũng bình thường, hoặc là kiếm cái gì khóa lại. Đây mình cắt thử cái cành cây này còn rất là bén luôn. Còn rất là ngọt.
lưỡi còn khá liền nữa, chưa có mài nhiều. Kéo cắt cành có mã là 1109, giá 250k. Tiếp theo là một cái phản quang của phản quang cảnh báo nguy hiểm anh em. Đây. Để mình xếp ra nha. Làm cho mình coi. Đây, hoàn chỉnh nó như vậy. Đây. Đó. Cái này thì để cảnh báo khi là xe ô tô, mình đi ô tô á, mình dùng cái này. Khi mà xe bị hỏng lớp hay gì đó mình dừng lại giữa đường sửa chữa, mình phải để cái tấm biển này nè để sẵn xa sau xe cho xe người khác họ thấy cho nó an toàn, nó phản quang khi đèn chiếu vô thì nó rất là sáng chói. Đây nó có kích thước là 50, cái đế này rất là nặng luôn, nó nặng như là 3 kg á, đế sắt 3 kg nên nó đứng rất là vững luôn. Rồi sao lại phản quang ô tô đây, phản quang cảnh báo nguy hiểm có mã là 1110, giá 600.000 nha anh em. Rồi hôm nay mình lên mấy món thôi, 10 món à, giá mình đưa ra là giá chưa có bao gồm phí ship, anh em lưu ý không, chưa bao gồm phí ship. Anh em mua hàng thì liên hệ số điện thoại của em 0334 830 843. Rồi, xin chào anh em, hẹn anh em gặp lại trong các video sau nha.